Thưa quý vị và các bạn, xã hội chúng ta ngày càng có nhiều người có tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sức mình, ai làm được gì thì làm, chứ không nề hà hoàn cảnh của mình có dư giả hay thiếu thốn. Những ổ bánh mì miễn phí đến chén cháo nghĩa tình là hình ảnh đáng trân trọng biết bao giữa cuộc đời bộn bề. Chúng ta từng nghe tới những quán cơm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Cần Thơ chỉ có giá là 2.000 đồng một đĩa nồi nê. Thì ở Hà Nội có một quán bún bò mà những người khó khăn tới ăn thì chỉ phải trả một số tiền rất tượng trưng, đó là 1.000 đồng. Và những tô bún có giá chỉ bằng một ly trà đá ở nơi khác thì có gì đặc biệt? Xin được giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể được thưởng thức một tô bún bò Quế thơm ngon, đầy đặn tại cửa hàng bún bò O Chanh, đường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Từ 2 năm nay, bà Vũ Thị Kim Oanh, chủ quán, đã đều đặn dành những bát bún bò bán với giá ưu đãi này trong chương trình Ngày thứ 6 sẽ chia diễn ra vào sáng thứ 6 đầu tiên hàng tháng do quán tự khởi phát. Khách tìm đến quán ăn để ăn bún bò giá 1.000 đồng một tô này đều là người lao động khó khăn trong cuộc sống, từ người bán hàng rong đến những người bốc vác, những người vô gia cư. Đến đây họ không chỉ được ăn bún bò với giá đặc biệt mà còn có dịp được gặp gỡ người có cùng hoàn cảnh với mình để được chia sẻ và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chỉ vẻn vẹn hơn 10m², quán bún bò này luôn tràn ngập tiếng cười của niềm vui và hạnh phúc. Dù có những lúc gặp khó khăn về kinh tế, nhưng vượt lên tất cả, bà chủ quán tốt bụng vẫn không từ bỏ ý định giúp đỡ những người nghèo, bớt đi phần nào nỗi lo trên con đường vất vả mưu sinh.